Gấu. Hãy chỉ vào từ. Sóc. Nào, chỉ vào từ. Lừa. Từ nào là cùi chỏ? Chỉ vào từ nhai. Hình tròn màu đen. Hình tròn màu xanh. Ngôi sao màu vàng. Từ nào là từ ngựa vàng đấy? Hay chỉ từ heo. Tìm từ mèo xem nào. Mèo. Ngựa vàng. Heo. Thú nuôi. Đồ chơi. Đồ chơi. Hãy chỉ vào từ đồ chơi. Chìa khóa đồ chơi. Xe đồ chơi. Đây là trái banh đồ chơi. Xe lửa đồ chơi. Chú nông dân và con thú đồ chơi. Trống đồ chơi. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Khoa học cho thấy trẻ ra đời đã mang hàng tỷ tế bào não, giai đoạn then chốt từ 1 đến 3 tuổi. Năm giác quan: xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác và thị giác. Tiếp nhận tác động bên ngoài, kích hoạt tương tác giữa các tế bào não để khơi dậy tiềm năng trí tuệ. Do đó, ba mẹ cần kích thích giác quan của trẻ và cho trẻ Game Plus đột phá. Với hệ dưỡng chất IQ chứa Immunify, AA và DHA hỗ trợ sự phát triển trí não, Game Plus mang đến nguồn dinh dưỡng hoàn hảo, giúp bé yêu vượt lên phía trước